Tổng quan thị trường ngày 12 tháng 8 năm 2022, giá Bitcoin giảm nhẹ, dao động quanh mức 24.000 đô la Mỹ. Người dùng Việt Nam có thể thử nghiệm game mới của Shiba Inu. 40.000 máy ATM tiền mã hóa được lắp đặt trên thế giới. Ethereum sẽ triển khai The Merge vào ngày 15 tháng 9. Xin được kính chào quý vị khán giả của Quick Today. Mai Linh rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin blockchain ngày 12 tháng 8. Như thường lệ, trước khi đến với những tin tức mới nhất về blockchain, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng quan về thị trường crypto trong ngày hôm nay. Tổng quan thị trường ngày 12 tháng 8 năm 2022, giá Bitcoin giảm nhẹ, dao động quanh mức 24.000 đô la Mỹ. Giá BTC hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2022, cập nhật lúc 8 giờ theo giờ Việt Nam, đã giảm nhẹ xuống còn 23.937 đô la Mỹ, giảm 0,78%. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 1.191 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,3%. Khối lượng giao dịch 24 giờ qua ở mức 102 tỷ đô la Mỹ. Top các đồng coin tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua theo Binance: ANKR tăng 42,6%, BTCST tăng 23,1%, UNFI tăng 21,6%, ENERG tăng 14,3%, AION tăng 10,2%. Top tìm kiếm thịnh hành trên CoinGecko: CDFi Fund, Energy Web, Optimist, Emos, Gala, ANK. Chỉ số tham lam sợ hãi tăng lên mức 42 Extreme Fear. Giá Bitcoin hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau khi vượt lên ngưỡng 24.000 đô la Mỹ và thị trường cũng cho mức biến động thấp. Nhiều ý kiến cho rằng Bitcoin và thị trường tiền mã hóa đang bước vào chu kỳ tăng giá mới. Tuy vậy, thị trường cần thêm một chút đảm bảo như việc Fed giảm tốc độ tăng lãi suất. Dự đoán triển vọng trong ngắn hạn, một số chuyên gia cho rằng việc Bitcoin tăng lên mức 29.000 đô la Mỹ là khá lạc quan. Một tin vui dành cho những người đầu tư tiền mã hóa Việt Nam đang quan tâm đến Shiba Inu là nhà phát triển chính của memecoin này vừa thông báo về việc sẵn sàng thử nghiệm trò chơi mới của họ Shiba Eternity cho người dùng Việt Nam. Theo đó, vào ngày 11 tháng 8, nhà phát triển chính của Shiba Inu với nickname là Satoshi Kusama đã đăng tải trên Twitter rằng Việt Nam trò chơi Shiba Eternity hiện đã có sẵn để thử nghiệm ở quốc gia của bạn trên iOS. Tìm kiếm Shiba Eternity, đây là một thử nghiệm sớm, nhiều tính năng hơn sẽ được phát triển trong các bản dựng sau. Chúc các bạn thử nghiệm vui vẻ! Tuy nhiên, trò chơi này chỉ mới thử nghiệm cho người dùng Việt Nam và duy nhất trên hệ điều hành iOS. Tiếp theo, Shiba Eternity có thể có sẵn cho người dùng Indonesia. Việt Nam là khu vực đầu tiên trong danh sách ưu tiên của Shiba Inu, có lẽ do sự thành công đáng kinh ngạc của các trò chơi tiền điện tử Axie Infinity. Shiba Eternity cũng công bố một đoạn video để người dùng nắm bắt cơ bản về lối chơi, cơ chế và đồ họa. Thưa quý vị, tiền mã hóa đang ngày càng gia tăng sự hiện diện trong đời sống của chúng ta, khi mà số lượng máy ATM tiền mã hóa được lắp đặt trên thế giới đã chạm đến con số 40.000. Như vậy, chỉ trong tương lai gần thôi, khi nhắc đến ATM, người ta không chỉ nhớ tới việc giao dịch tiền mặt thông thường, mà ngay cả tiền mã hóa cũng có thể được giao dịch một cách đơn giản và nhanh chóng tại máy ATM. Theo dữ liệu của thiết bị tìm kiếm coin ATM Radar được truy xuất vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, 614 nhà khai thác đã cài đặt 39.008 máy ATM tiền mã hóa trên 77 quốc gia. Sự gia tăng số lượng máy ATM tiền mã hóa bắt đầu từ tháng 1 năm 2017, khi con số tăng dần và chạm mốc 1.000 máy. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2020, số tiền ATM tiền mã hóa đã chứng kiến một sự gia tăng thực sự với 10.000 máy trên toàn cầu và nó vẫn tiếp tục tăng cho đến ngày nay. Bắc Mỹ dẫn đầu với 37.074 máy, tương đương với 95% tổng số máy ATM tiền mã hóa trên toàn thế giới. Khoảng 3,8% tỷ lệ toàn cầu của các máy ATM tiền mã hóa hoạt động ngày nay là ở châu Âu, trong khi 1,1% ở các châu lục khác. Sau khi tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào nửa đầu năm 2021, Bitcoin đã mất hơn 50% giá trị vào năm 2022. Mặc dù vậy, việc cài đặt máy ATM tiền mã hóa đã tăng tốc trong năm 2022 do tiền mã hóa trở nên ngày càng phổ biến ở các quốc gia trên toàn thế giới. Cũng như đối với tiền mã hóa nói chung, thái độ của các chính phủ trên khắp thế giới đối với các máy ATM tiền mã hóa là trái ngược nhau. Chính phủ El Salvador đã lắp đặt hàng loạt máy ATM Bitcoin trên toàn quốc khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng tiền mã hóa như một cuộc đấu thầu hợp pháp. Trong khi đó, vào tháng 3 năm 2022, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh, FCA,
đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy ATM tiền mã hóa trong nước vì bị tuyên bố là bất hợp pháp theo quy định của việc rửa tiền. Cục Điều tra Liên bang FBI cũng ra thông báo cảnh báo những kẻ lừa đảo trực tuyến lợi dụng các máy ATM tiền mã hóa và mã QR để lấy cắp tiền từ những nạn nhân không nghi ngờ của chúng. Mặc dù vậy, với con số 40.000, việc lắp đặt máy ATM tiền mã hóa dường như không bị ảnh hưởng bởi sự lao dốc của thị trường và một năm 2022 đầy thử thách. Ngày 12 tháng 8, nhà phát triển của blockchain nổi tiếng hàng đầu thế giới Ethereum đã ấn định một ngày cụ thể để triển khai bản cập nhật The Merge. Theo đó, The Merge dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9 tới. The Merge sẽ giúp Ethereum thay đổi cơ chế đồng thuận từ Proof of Work sang Proof of Stake. Quá trình này sẽ bao gồm hai đợt nâng cấp, Bellatrix và Patrick. The Merge sẽ hoàn thành sau bản cập nhật Paris. Bản cập nhật này sẽ diễn ra khi mạng lưới đạt một TDD nhất định, hay còn gọi là tổng độ khó của các block trong chuỗi. Điều này sẽ liên quan mật thiết đến hash rate của mạng lưới. Trong cuộc gọi, các nhà phát triển đã thảo luận về thời gian thích hợp cho hai bản cập nhật chính. Họ đã đồng ý nâng cấp Bellatrix sẽ diễn ra vào epoch thứ 144.896 hay ngày 6 tháng 9. Các mốc thời gian này có thể bị thay đổi trong những ngày sắp tới bởi sự biến động của thời gian khối và hash rate. Những nhà phát triển cho biết sẽ đưa ra một thông báo vào ngày 23 tháng 8 dựa trên số liệu được cập nhật. The Merge dự định sẽ diễn ra sau khi Bellatrix được đưa vào mainnet trước cuối tháng 9. Nếu hash rate của Ethereum giảm mạnh, thời gian chuỗi sẽ chậm lại từ đó, ảnh hưởng đến thời gian dự kiến của The Merge. Nếu trường hợp đó xảy ra thì một quá trình thủ công sẽ được tiến hành. Vâng thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin blockchain ngày 12 tháng 8. Để có thể cập nhật nhanh chóng nhất những tin tức về thị trường blockchain, mời quý vị và các bạn hãy theo dõi nền tảng cryptoday.com của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.